Anh thấy ngay từ đầu ấy, chúng ta đã có những thỏa thuận với nhau. Em có thể sẽ có những mối quan hệ riêng, lúc đấy anh sẽ không phàn nàn hay khó chịu gì cả. Thậm chí ngay cả lúc em gặp lại mối tình đầu, anh cũng đã... Em không giống anh. 7 năm qua sống với anh, em không hề có bất kỳ một mối quan hệ nào khác cả. Gần đây em mới thấy năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, em chưa hề được sống trong tình yêu. Sao chú Quân lớn như thế mà bà vẫn phải nấu cơm cho chú ạ? Tại vì chú Quân bận nên bà mới phải nấu cơm cho chú Quân ăn. Sau này mẹ Hạnh mà bận công việc, con phải giúp mẹ Hạnh đấy nhá. Vâng ạ. Bà ơi, bà có yêu chú Quân không? Bà sợ là chính ý. Cháu cũng sợ mẹ, nhưng cháu vẫn yêu mẹ. Con nhà ai mà lém lỉnh thế không biết được. Nào, thế bây giờ kể cho bà nghe, con với chú Quân thân nhau như nào? Chú Quân là người bạn xịn nhất của cháu. Xịn là như nào? Chú phục vì cháu, chú Quân làm giám đốc, mà chú còn quát được mẹ cháu nữa. Với lại... Với lại sao? Cháu giống chú Quân, đều không biết bố mình là ai cả. Lần đầu chúng ta gặp nhau, khi đó cô tầm 18-19 tuổi đúng không? Tại sao lúc đó cô lại quyết định bỏ rơi con gái của mình? Cô có biết hành động đó là một việc làm rất thiếu đạo đức không ạ? Anh đã từng bị mẹ bỏ rơi, đúng không? Tôi thấy anh khá nhạy cảm với tình huống này. Tôi không thể lấy việc của bản thân để lý giải cho mẹ anh được. Với lại, tình huống của tôi lúc đó khá đặc biệt. Hơn nữa, đây là một câu chuyện riêng, tôi không dễ gì nói ra được. Tôi với anh cũng chưa thực sự là thân thiết. Thân tới mức độ nào thì cô mới có thể trả lời câu hỏi của tôi hả? Câu hỏi này hơi khó trả lời.